Thưa quý vị và các bạn, trong nền văn hóa đa dạng đặc sắc của dân tộc Việt Nam, các hương ước cổ mà nhân dân ta vẫn quen gọi nôm na là lệ làng là một biểu hiện quan trọng của nền văn hóa dân gian ở làng quê và mang đặc điểm riêng ý thức hệ của người dân trong mỗi ngôi làng. Hương ước luật làng đã tồn tại song song cùng với luật pháp và nắm giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Trong giai đoạn hiện nay, hương ước vẫn tiếp tục phát huy được vai trò đối với sự phát triển không chỉ ở làng xã mà ngay cả đối với các khu dân cư. Hương ước là dấu ấn đặc trưng của văn hóa nông thôn trong lịch sử, là biểu hiện tập trung nhất hệ giá trị và chuẩn mực xã hội của văn hóa làng xã Việt Nam. Giữa làng này và làng kia không có mối quan hệ ràng buộc mà có sự cách biệt cả về ranh giới lãnh thổ cũng như về quan hệ xã hội. Vì mỗi người dân trong làng đều có những giao ước riêng với nhau và được gọi là hương ước. Mỗi làng có một bản hương ước riêng. Nội dung của nó thể hiện trình độ phát triển và bản sắc đặc trưng của làng đó. Hiểu theo tổng quát thì hương ước được xem như lệ làng. Những quy định của hương ước đã chi phối và ảnh hưởng tới cả hoạt động, cả giao tiếp, cả hành vi của từng cá nhân trong làng, làm cho họ không chỉ tuân theo phép vua mà còn bị quy định chặt chẽ và trực tiếp bởi các lệ làng. Cho đến ngày nay, hương ước vẫn có giá trị rất lớn trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo tồn các phong tục tập quán của làng xã, các khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, hương ước là những quy ước điều lệ của một cộng đồng chung sống trong một khu vực, là bản pháp lý đầu tiên của các làng xã nhằm góp phần điều hòa các mối quan hệ trong xã hội cộng đồng. Trong cuộc sống hiện tại, khi nhà nước ngày càng phát triển thì vai trò của hương ước đã mất đi ít nhiều, thay vào đó là các quy định quy ước. Thế nhưng vai trò cũng như sức ảnh hưởng của hương ước, nhất là đối với các làng xã ở nước ta, vẫn còn hết sức sâu đậm. Hương ước đã có từ lâu và được duy trì trên cơ sở tự nguyện của cộng đồng làng xã đối với mỗi cá nhân vận hành thống nhất. Việc quản lý làng xã bằng hương ước là một trong những cơ sở để hình thành lối sống, phát huy những thuần phong mỹ tục, những giá trị văn hóa tốt đẹp. Hương ước đó là một cái nếp sống văn hóa của người dân tộc Việt Nam, nên nó phải có, bởi vì những cái gì không cần thiết và những cái gì không thấy thì ta nên sửa. Thế còn những cái gì từ xưa nay, ví dụ như là trong một cái gia đình có đám hiếu, có đám tang hoặc là có đám buồn, đám vui thì cái hương ước đó nó mang lại cái hiệu quả rất là cao. Nó có tình người và hàng xóm mà nó có tình cha con, tình anh em. Tóm lại là tình con người được siết chặt và hàng xóm láng giềng và con người nó được nâng lên về qua cái mặt giao lưu về cái hương ước. Cho đến ngày nay, tại xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, hương ước vẫn có giá trị rất lớn trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo tồn các phong tục tập quán của làng xã. Bên cạnh đó, các quy định tốt đẹp của hương ước cũng góp phần bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa Việt. Những lễ hội của mỗi làng, trao quà khuyến học, các cuộc họp làng hay là các hoạt động giao lưu thể dục thể thao tăng cường mối đoàn kết giữa các khu đều góp phần làm nên các quy định trong xây dựng đời sống văn hóa của mỗi làng xã khu dân cư. Dù là các cụ ông, cụ bà hay thanh niên trẻ nhỏ, hương ước vừa uốn mỗi người vào khuôn phép, động viên chúng ta có những hành động thiết thực, gắn bó dân làng thành một cộng đồng chặt chẽ, vừa điều tiết các trách nhiệm và các quyền lợi của mọi thành viên trong làng. Sau đó, hương ước có ý nghĩa trong việc bổ sung cho pháp luật khi cần xử lý những vấn đề rất cụ thể từ nếp sống đặc thù. Do có hương ước nên là cái vấn đề nhân dân hay là kể cả từ các cụ già cho các em nhỏ thì thực hiện cái văn hóa thể dục thể thao rất là tốt. Thế, tất cả là trong xã có 7 khu thì bây giờ 7 khu đều có nhà văn hóa và đều có cái sân là bóng cửa hay là bóng chuyền hơi, bóng bàn. Thì nói chung là các buổi chiều thì là các cháu hay các cụ hay là kể cả thanh niên nam nữ, thậm chí có buổi tối là các chị em vẫn đi tham gia đánh bóng rất là tốt. Từ xưa dân gian ta đã có câu phép vua thua lệ làng. Câu nói đó đã phần nào phản ánh vai trò quan trọng của hương ước, bởi nó không chỉ có ý nghĩa như pháp luật mà còn có ý nghĩa như một hệ thống tiêu chuẩn đạo đức. Vì vậy, hương ước chứa đựng những giá trị văn hóa dân gian, hàm chứa nhiều yếu tố tích cực. Dù xưa hay nay, hương ước đều có sự khác biệt trong thủ tục, quá trình tạo lập ban hành những vai trò trong đời sống của người dân Việt Nam, về cơ bản vẫn không hề thay đổi.
Hương ước quy ước được coi là một công cụ quan trọng góp phần quản lý xã hội trong phạm vi làng, xã, Việt từ nhiều thế kỷ qua. Hương ước quy ước tồn tại song song với pháp luật của nhà nước, góp phần giữ gìn bản sắc và sự phát triển của dân tộc. Bởi khi nhắc đến hương ước là đề cao tính tự quản, tự trị của làng, xã, và đây thực sự là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt. Xưa kia, hương ước được soạn thảo thành văn với đầy đủ các quy định về mọi lĩnh vực như cơ cấu tổ chức, các quan hệ xã hội, văn hóa giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng, vệ nông, vệ sinh, trật tự, an ninh. Nó được xem như một bộ luật của làng. Hương ước thành văn được viết trên giấy, hàng năm được đọc trước dân làng để duy trì, bổ sung, sửa đổi, có loại được khắc vào bia đá, chuông đồng để lưu truyền. Ngày nay, tại thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, các văn bản xây dựng hương ước, quy ước được Ủy ban Nhân dân thị trấn có trách nhiệm chuyển đến trưởng thôn để niêm yết, tuyên truyền, phổ biến đến từng thành viên trong cộng đồng dân cư và tổ chức thực hiện. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung cần kiểm tra phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai trái lệch lạc tiêu cực nhằm hướng tới một cộng đồng xã hội tốt đẹp hơn. Thông qua một cái hội đồng từ cấp ủy đảng đến chính quyền, các tổ chức chính trị là sẽ được thông qua để tham gia đóng góp và có những cái điều chỉnh về những cái câu từ từ ngữ và những cái nội dung để cho nó phù hợp với thực tiễn của địa phương, thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn và được đưa về các khu dân cư để là toàn thể nhân dân trong thị trấn được họp, được nghe, được bàn để tham gia là đóng góp và bổ sung vào hương ước này và trên cơ sở là không được trái những cái quy định của pháp luật. Quy trình xây dựng hương ước, quy ước được thay đổi ra sao đều phải dựa trên sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Bởi nhân dân là người thực hiện, nếu không phù hợp, đi ngược lại với những luân thường đạo lý, thì chắc hẳn những quy định đó khó có thể tồn tại ở bất cứ cộng đồng làng xã nào. Xã hội ngày càng phát triển, hương ước, quy ước vì thế cũng có những điều chỉnh nhất định để thay đổi. Những quan niệm hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được xóa bỏ, nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai trái lệch lạc tiêu cực trong việc thực hiện quy ước, hương ước. Việc sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước cũng phải tuân theo trình tự thủ tục như khi soạn thảo hương ước, quy ước mới, không được tùy tiện sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước sau khi đã được phê duyệt. Trước hết là phải được sự thống nhất ở trong cộng đồng, từ khâu là lấy ý kiến, xin ý kiến và tổng hợp. Bên cạnh đó thì cần rà soát theo các quy định của pháp luật và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, thẩm định và công nhận, thì hương ước văn hóa nó sẽ thúc đẩy cho các cái phát triển kinh tế xã hội, nó sẽ phát triển mạnh lên. Lịch sử ra đời và tồn tại của hương ước cho thấy rằng hương ước luôn giữ vị trí quan trọng trong việc ổn định cuộc sống ở thôn làng, là công cụ đắc lực để nhà nước điều chỉnh và quản lý làng xã. Tính chất pháp luật của hương ước đã được thực tế chứng minh và được cuộc sống thừa nhận. Như vậy, hương ước cũng cần được kế thừa như di sản văn hóa, tức cần khai thác, phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt tiêu cực. Nhằm gìn giữ và phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, ngày nay hương ước, quy ước đã được các làng xã, các khu dân cư xây dựng nhằm bảo vệ quyền lợi và giáo dục, động viên nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong cộng đồng dân cư. Trong những năm qua, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã từng bước được hoàn thiện và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tiểu khu văn hóa, giữ gìn và phát huy những truyền thống, những nét đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam. Tại thị trấn Hưng Hóa và xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, hầu hết các hương ước, quy ước trên địa bàn đã đưa các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phát huy tinh thần đại đoàn kết là một trong những nội dung chính. Bên cạnh đó là lên án phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần xây dựng làng xã phát triển bền vững, thực hiện nếp sống văn hóa. Từng khu có cái quy định riêng. Thế do có cái quy định thế thì nhân dân là đồng tình ủng hộ và thực hiện cái hương ước rất là tốt. Tôi nói thí dụ như là vận động nhân dân để xây dựng cái đường điện cho khu, cho xã chẳng hạn, thì nhân dân ủng hộ rất là tốt.
chỉ trong một thời gian rất ngắn thì đã làm hoàn thành một cái đường điện, nhắc nhở con cháu tiếp tục là phát huy cái truyền thống của địa phương từ trước đến nay, đã có cái truyền thống xây dựng quê hương cũng như là truyền thống xây dựng các cái phong trào văn hóa. Hương ước quy ước còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến học, giải quyết các xích mích, vi phạm nhỏ trong nhân dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa. Mỗi người dân là phải có cái xây dựng bằng cái phong cách sống cái chung với cộng đồng. Chứ còn sống riêng với từng gia đình để phù hợp thì cái đó nó không mang lại hiệu quả. Nó phải là có một cái tinh thần sống chung với cộng đồng. Đấy, và đồng thời có cái trách nhiệm. Trách nhiệm người ta không góp được tốt lắm. Đấy, người ta rất nhiệt tình. Thế nhưng mà cái chỉ đạo của xóm, xã, phường là cái đó quan trọng. Xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã góp phần quan trọng phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình, khu phố văn hóa, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo động lực cho nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống và phòng chống tệ nạn xã hội, thúc đẩy sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu hơn về những giá trị nét đẹp hương ước đã mang lại cho cuộc sống, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đình Huấn, cán bộ văn hóa thị trấn Hưng Hóa, Tam Nông để hiểu rõ hơn về nội dung này. Thưa ông, thì mỗi một làng quê có một bản hương ước riêng và bản hương ước đó thì thể hiện cái trình độ phát triển cũng như là bản sắc riêng của một làng quê, thì ông nghĩ sao về vấn đề này ạ? Mỗi một làng quê, mỗi một chòm xóm thì nó có một cái bản hương ước riêng. Nó như một cái văn bản dưới luật để quy định cái cách sống, cái phong tục tập quán của cái làng quê đấy. Thế thì để cái hương ước nó tồn tại phát triển được thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố đó là cái trình độ hiểu biết, cái sự tự giác của bà con nhân dân trong cái chòm xóm. Thế và theo quan điểm của tôi thì tôi thấy là cái duy trì được cái hương ước này nó rất thuận để cho người với người, người ta cảm thấy là sống gần nhau hơn, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong quá trình sinh hoạt ở cộng đồng. Tuy nhiên thì mỗi bản hương ước ở một làng quê thì vẫn còn có những tồn tại hạn chế nhất định với những cái thủ tục cũng như là cái luật lệ phải tuân theo đại làng. Vậy thì nó sẽ tác động như thế nào đến với đời sống của người dân hiện nay ạ? Các bản hương ước của các khu dân cư hay là quy ước của một địa phương, của làng xã cũng không để tránh khỏi những cái tồn tại khiếm khuyết. Nó xuất phát từ cái chỗ là cái trình độ hiểu biết, trình độ nhận thức của số ít nhân dân nó còn vẫn hạn chế. Chính vì thế nên là những cái hủ tục lạc hậu chưa thể xóa bỏ ngay một sớm một chiều được thì nó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cái cộng đồng khu dân cư trong cái làng xã, trong cái khu dân cư đó. Đó là này, chính từ cái chỗ đấy thì người dân, người nọ người ta nhìn người kia để người ta thực hiện. Thế và để làm tốt được cái việc này, xóa bỏ các phong tục lạc hậu, phát huy cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của từng làng xã, khu dân cư nói riêng thì cần phải có sự đồng lòng của nhân dân và sự tuyên truyền vận động của tất cả các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài địa phương thì chúng ta mới thực hiện thành công được. Để hương ước tồn tại và phát triển giữ nguyên được cái giá trị văn hóa của một làng quê thì theo ông thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Mỗi người đóng góp một chút ít công sức vào cái sự bảo tồn và phát huy giá trị của quy ước hương ước ấy, nhằm duy trì cho cộng đồng khu dân cư phát triển về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và đời sống vật chất, cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên và sẽ bảo tồn, phát huy những cái giá trị lịch sử, văn hóa của cái làng quê đó. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Tạp chí Không gian văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.